tử hình phù thủy hành quyết trẻ em. Tòa án Độ vừa kết án tử hình người đàn ông tự xưng là phù thủy vì uống máu một em bé theo nghi lễ kỳ quái. Tòa án Bukhara, huyện Slugana, Destida, bang West Bengal, hôm 3 tháng 2 tuyên án tử hình Linsmi Kanta Saka vì tội ác cực hiếm gặp. Trong cuộc họp báo sau phiên xử, thì công tố viên Aka Chas cho biết Saka đã bị kết án, đây là tội phạm hiếm gặp nhất trong những loại tội phạm. Vụ việc xảy ra cách đây 2 năm tại ngôi làng Kalakuri, Kura, bang West Bengal của Ấn Độ. The Times of India cho hay, dân làng giận dữ lao vào đánh gã phù thủy Saka khiến cảnh sát phải can thiệp để tránh án mạng xảy ra. Và theo cảnh sát thì Saka tự học tà thuật, kết hợp nghiên cứu tinh thần của đạo Hindu với những ma thuật đen. Saka cũng hành nghề phá thai bằng tà thuật. Năm ngoái thì một người đàn ông sống ở bang Uttar Pradesh đã hạ sát đứa con 8 tháng tuổi để hiến tế cho nữ thần Kali. Ở một vùng khác thì bé gái 7 tuổi bị giết để tế thần bởi dân làng tin rằng nghi lễ này có thể giúp họ có được một vụ mùa bồi thu. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào